Xin chào tất cả các bạn, mình là Phương. Clip tiếp theo mình muốn giới thiệu với các bạn đó là một clip về trang điểm tự nhiên, trông thật tự nhiên, đơn giản, tông hồng đào. Các bạn hãy cùng theo dõi clip của mình nhé. Bước đầu tiên là mình cũng sẽ dùng nước tẩy trang để làm sạch mặt. Mình sử dụng sản phẩm nước tẩy trang của Senka. Mặt. Sau đó thì mình sẽ chờ một chút để cho mặt của mình khô hơn một chút thì mình sẽ bắt đầu trang điểm. Sau khi mình đã tẩy trang xong thì mình sẽ bắt đầu bước thứ hai, đó là che khuyết điểm ở trên gương mặt. Mình sử dụng che khuyết điểm của concealer. Đầu tiên là mình sẽ che khuyết điểm ở vùng mắt. Mình sẽ dùng màu cam để che. Phần màu cam mình sẽ dùng để che cái quầng thâm mắt này. Ở những chỗ vết mụn đỏ mình sẽ dùng màu xanh. Bước tiếp theo là mình sẽ đánh nền. Ở đây thì mình dùng nay mình sẽ dùng cushion ESL. Bước tiếp theo đó là mình lại tiếp tục dùng che khuyết điểm cho những cái phần mà mình cảm thấy chưa ưng ý. Chúng con dạng đây, mình tiếp tục dùng che khuyết điểm, tạo nước và mình sẽ chấm vào những cái vị trí mà cảm thấy chưa được hài lòng. Tiếp theo là mình sẽ đánh và bắt sáng cho vùng sống mũi. Để lớp nền không bị trôi trượt thì mình sẽ phủ một lớp phấn lên.
Mình dùng phấn phủ của 3C. Sau đó thì mình sẽ tạo phần tối cho phần sống mũi và phần hai bên hàm, xương hàm. Đây. Tiếp theo đó là mình sẽ trang điểm mắt. Mình ở đây mình dùng son pastel để đánh mắt, má và môi luôn. Tông này là tông hồng đào. Mình sẽ đánh lên phần mắt. Tiếp đó thì mình sẽ dùng cọ chấm một ít vào phần son đó để đánh cho cái phần mắt bên dưới, phần đuôi mắt bên dưới, đánh phần mắt bên dưới đó. Bước tiếp theo là cái eyeliner thì mình sẽ dùng eyeliner của Maybelline. Đó. Kẻ mắt của Maybelline. Sau khi mình kẻ eyeliner xong thì mình tiếp theo là mình sẽ kẹp mi.
đánh má. Mình cũng dùng son ba xe tông hồng đào này để đánh vùng má. Bước tiếp theo là mình sẽ trang điểm môi. Ở đây thì mình sẽ dùng, đầu tiên là mình sẽ dùng son Kylan, tông Kylan cũng tông hồng để che khuyết điểm cho môi. Sau đó thì mình tiếp tục dùng son 3C cũng tông hồng đào. Để đôi mắt thêm lấp lánh thì mình sẽ dùng thêm cái của Fenty Beauty này, nhũ mắt. Mình đánh vào phần đầu mắt. Như vậy là mình đã trang điểm xong cách trang điểm với tông hồng đào một cách rất là đơn giản. Hy vọng clip của mình sẽ bổ ích giúp cho các bạn trong việc trang điểm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Bye bye.